Tập 1. Viễn cổ phiêu lưu ký. Có bao giờ, các bạn từng mơ ước được đi du hành thời gian chưa? Lúc đó, chúng ta được quay về thời sơ khai của trái đất, để khám phá về nguồn gốc của những sinh vật thời kỳ đầu. Cậu bạn Nobita thì lại rất thích điều đó. Hơn thế, nhờ được Doraemon giúp đỡ, mà Nobita còn được du hành về 100 triệu năm trước, được thỏa mãn khám phá nhiều điều thú vị. Muốn biết nội dung câu chuyện như thế nào, hãy cùng mình theo dõi tập phim nha. Ok, let's go! Doraemon và Nobita không tìm được lối vào của cổ máy thời gian, nên đang bị mắc kẹt trên một hòn đảo nhỏ xíu ở giữa vùng biển bao la rộng lớn. Thì ra là cả hai đã quay về thời điểm 100 triệu năm trước, thời điểm mà con người còn chưa xuất hiện. Vậy thì biết cầu cứu ai bây giờ đây, ca này khó thật sự luôn á. Doraemon thì đang lo lắng tìm lối vào cổ máy thời gian, còn Nobita thì không ngừng trách móc mèo ú, đi phiêu lưu mà không đem theo bảo bối gì hết. Ngay cả cánh cửa như ý và trong chóng tre cũng không mang theo luôn. Đừng trách mèo ú nữa mà, tại bảo bối đem đi kiểm tra định kỳ mất tiêu rồi chứ bộ. Lục mãi thì Doraemon cũng tìm được món có thể xài được, đó chính là thắt lưng thời gian. Nhưng mà bảo bối này chỉ có thể thay đổi thời gian mà thôi. Tức là họ có thể trở về thời điểm 100 triệu năm sau, nhưng vẫn có thể ở trên hòn đảo bé thế này. Ai biết được 100 triệu năm sau, thì cái đảo nhỏ như cái lỗ mũi này có còn tồn tại không chứ? Thế là mèo ú với Nobita lại tiếp tục cãi nhau. Nói đến đây thì phải quay ngược về quá khứ, tìm hiểu xem nguyên do gì mà cả hai mắc kẹt trên hòn đảo nhỏ bé này. Một ngày nọ cũng như bao ngày khác, Nobita vì quá rảnh rỗi sinh nông nổi, nên hớn hở chạy đến sau núi tìm hóa thạch của cá với sò. Cậu còn mơ tưởng sẽ đạt được giải Nobel về một học thuyết gì đó nữa chứ. Đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày hả Nobita, chỉ có mỗi cậu mới nghĩ ra một cái học thuyết từ cá và sò sống trên cạn thôi sao. Cậu còn bịa ra câu chuyện, một ngày nào đó cá và sò đi tắm biển thích quá, nên đã chuyển xuống biển sống cho đến ngày nay nữa chứ. Nghe xong học thuyết mà Nobita mới chế ra làm cho Doraemon nằm lăn ra đất cười sặc sụa. Lại hồn cậu luôn á Nobita, chuyện vậy mà cũng nghĩ ra được thì quả là thiên tài rồi. Lúc này, Doraemon mới giải thích cho cậu biết, Nhật Bản trước đây dính liền với lục địa Á-Âu. Trải qua thời gian rất dài lục địa trôi dần đi mới hình thành Nhật Bản như ngày nay. Vì muốn để làm sáng tỏ sự việc, Nobita và mèo ú đã dùng cổ máy thời gian quay về ngọn núi phía sau trường học thời viễn cổ. Vừa đến nơi Nobita hớn hở nhảy ra, nào ngờ đâu nơi đây không phải mặt đất mà là đại dương bao la, làm cậu xem tí nữa là đoàn tụ với ông bà rồi. Được nhìn thấy tận mắt, nên Nobita đã nhận ra học thuyết của mình sai mất tiêu rồi. Đang lênh đênh giữa biển, thì cậu chợt nhớ ra không biết lối đi của cánh cổng thời gian ở đâu. Đừng lo lắng, mèo ú đã để lại ký hiệu còn cắm cờ lên nữa kìa. Giờ thì tận hưởng cho đã rồi mọi chuyện tính sau, tha hồ mà chèo thuyền bơi lội luôn nè. Nobita còn nảy ra ý tưởng, bắt tổ tiên của loài cá về khoe cho bạn bè lát mắt chơi. Thế là cả hai hăng hái thả cần câu, nhưng mà ngồi đợi mãi mà chẳng có con nào dính cả. Đột nhiên bên phía cần câu của Nobita bị kéo mạnh, tưởng đâu là cá to ai dè chỉ là con cá bé tí tẹo. Nhưng lúc này bỗng xuất hiện một con cá to nó nhảy lên đớp mất con cá nhỏ mà Nobita mới câu được, và chính nó cũng bị mắc câu luôn. Khi mèo ú và Nobita cố hết sức kéo con cá to kia lên, thì một con cá khác to như con cá sấu nhảy lên. Nobita hoảng loạn bị nó kéo lên đi thật nhanh, có muốn bỏ cần câu ra cũng không được, vì lúc này dây câu đã quấn vào tay cậu mất tiêu rồi. Trong lúc con cá siêu to khổng lồ kia bơi đi, đã vô tình làm đứt luôn dây ký hiệu của lối vào cỗ máy thời gian kia luôn, đồng thời kéo Doraemon và Nobita ra tận khơi xa. Kết quả là cả hai bị mắc kẹt trên cái hòn đảo bé tí này đây. Nếu hai cậu này không tìm được đường trở về, thì nói không chừng 100 triệu năm sau sẽ tìm được hóa thạch của họ đấy. Đang thẫn thờ nhìn vào mặt nước, thì Nobita giật mình khi có một cặp mắt sáng từ dưới nước nhìn cậu. Té ra là cái hòn đảo mà nãy giờ hai cậu ngồi lên biết chuyển động, và nó là một con rùa khổng lồ. Nobita và mèo ú bị con rùa này hất xuống biển, và còn bị nó đuổi theo muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Quá hỗn loạn, mèo ú và Nobita cố lấy hết sức mình để bơi thật nhanh. Cơ mà có nghe lộn không vậy, Nobita mà cũng biết bơi sao ta? Coi bộ con rùa này còn hiệu nghiệm hơn cả chuồn chuồn cắn rốn nữa luôn à nha. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng mà làm sao họ có thể bơi lại con rùa kia được. Hết cách rồi, cả hai đành phải bấm vào cái nút trên thắt lưng thôi. Miễn sao đi khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, chứ không là bị con rùa này ăn thịt mất. Thoáng chốc, vậy là cả hai đã đi qua 100 triệu năm sau. Cái đại dương bao la giờ đây chỉ là cái hồ cá trong nhà Seiko mà thôi. Quả là hên thật đấy. Các bạn nhỏ xem xong tập phim này phải rút kinh nghiệm cho bản thân nha. Đi chơi là phải biết chú ý và nghe theo lời người lớn đó. Chứ không rồi lại bị lạc như Doraemon và Nobita, có khi lại gặp phải người xấu thì nguy to đấy. Các bạn có cảm nghĩ gì về tập phim vừa xem? Hãy để lại ý kiến và bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt. Tập 2. Tia sáng tiến hóa và thoái hóa. Đã có bao giờ, các bạn có từng thắc mắc về tổ tiên của con chuột là loài gì không? Hay đã từng tò mò về những thiết bị trong tương lai sẽ phát triển đến mức độ nào?
Nobita với bản tính tò mò siêu độ và nhờ vào bảo bối của Doraemon, đã được nhìn thấy sự thoái hóa của các loài vật, cũng như sự tiến hóa của công nghệ tiên tiến sau này. Các bạn chắc đang nóng lòng muốn biết rồi đúng không? Hãy cùng mình theo dõi tập phim hôm nay nhé! Vừa mới bước vào phòng, Doraemon đã nghe Nobita cằn nhằn không ngừng về bố mình. Đầu đuôi sự việc vì Nobita đòi bố mình mua cho cuốn băng cassette mới, nhưng bố không chịu và còn bảo cuốn băng cassette cũ kia vẫn còn dùng được. Doraemon nghe xong thở dài chán chường, chỉ vì muốn mua cuốn băng cassette mới thôi mà cậu ta lèm bèm từ nãy đến giờ. Hết chịu nổi, mèo ú đành lấy ra bảo bối, tia sáng tiến hóa và thoái hóa ra giúp cậu. Thấy vậy, Nobita hớn hở ra mặt luôn kìa. Đỉnh thật, chỉ cần dùng cái máy đao chiếu vào băng cassette cũ kia, thì lập tức biến thành một cái máy cassette hiện đại hết chỗ khen luôn. Đã tiến hóa thành máy đẹp vậy rồi mà Nobita còn chê cũ nữa chứ, đúng là được voi đòi tiên rồi mà. Để chiều lòng Nobita, Doraemon đành chiếu tia sáng tiến hóa kia vào cái máy mới, lập tức nó biến thành cái máy cassette tương lai luôn, như vậy mới vừa lòng cậu phải không Nobita? Wow, thật không ngờ máy cassette trong lai được thu nhỏ lại thành cái đồng hồ, còn tích hợp cả tính năng nghe gọi, lướt internet, máy chiếu đồ nữa chứ, hiện đại quá trời quá đất luôn. Không chỉ giúp tiến hóa, mà bảo bối của mèo ú còn có thể làm thoái hóa đồ vật nữa. Chẳng hạn cái máy cassette cũ ban nãy vẫn còn có thể thoái hóa thành máy cassette nguyên bản mà thời xa xưa được dùng để truyền tin á. Thế là Nobita thích thú quá chừng, liền mượn bảo bối của Doraemon đi tiến hóa cây bút chì. Bút chì bình thường liền tiến hóa thành bút kích quang tự động, nghe tên gì lạ ghê à nha. Thì ra là chỉ cần nói thôi, thì cây bút này tự động biến âm thanh thành chữ viết. Vậy là khi viết bài không bị mỏi tay nữa rồi. Nobita còn tiến hóa cái đèn trên trần nhà nữa. Đèn ở tương lai là hệ thống được tích hợp với trần nhà luôn, nên không còn thấy bóng đèn đâu nữa, thật là ảo ma Canada qua đi thôi. Nobita thích thú định mang bảo bối đi tiến hóa hết các đồ vật trong nhà, thì Doraemon ngăn lại. Thôi thôi đừng vui quá đi nha Nobita, kẻo lại gây ra rắc rối đó. Doraemon giải thích bảo bối này chỉ dùng để quan sát sự tiến hóa của các sinh vật. Nghe vậy Nobita lại nghĩ ra trò tinh quái là biến bố mình thành người tương lai luôn xem sao. Nhưng trong lúc tiến hóa, Doraemon đã bấm nhầm sang nút thoái hóa mất tiêu rồi. Lúc này tóc của bố Nobita dài ra đến khi bố quay mặt lại, thì đã biến thành con Tinh Tinh đang ngồi đọc báo mất tiêu. May mà mèo ú đã kịp thời biến bố trở về ban đầu. Chưa chịu dừng lại, Nobita nãy giờ ý muốn thoái hóa con chim đang đậu trên dây điện thử xem sao, nhưng nào ngờ đâu, con chim kia sau khi thoái hóa đã biến thành một con khủng long biết bay. Để tránh gây ra rắc rối, Doraemon đã nhanh chóng biến nó thành hình dạng cũ. Sau đó Nobita đi dạo khắp nhà xem thử có con vật nào để thoái hóa nữa không. Đến khi cậu quay lại thì trên tay cầm một cái lồng bên trong có một con chuột, làm cho Doraemon hoảng sợ chạy tán loạn. Nghĩ sao mà lại đem con chuột lên vậy Nobita, chán không muốn nói luôn á. Vậy là Nobita tự mình sử dụng bảo bối, thoái hóa con chuột kia trở về tổ tiên của nó xem sao. Kết quả là cậu cứ thoái hóa mãi con chuột đã biến thành con vật khổng lồ. Giờ thì con chuột bé tí kia đã to lớn rất nhiều, Nobita giờ có cầm gậy bóng chảy đánh nó thì cũng không ăn thua gì. Con chuột đó không thèm quan tâm đến Nobita nữa mà đã bỏ xuống cầu thang. Trước cửa nhà Nobita lúc này có Cheyenne và Seiko đến rủ cậu đi chơi bóng chảy. Nhưng đột nhiên tổ tiên của con chuột kia tông sập cửa chạy ra, khiến mọi người trên đường hoảng loạn. Lúc này Nobita nghĩ ra cách thoái hóa con mèo kia để chế ngự con chuột tổ tiên. Nhưng nào ngờ đâu, con mèo sau khi thoái hóa lại giống y chang con chuột sau khi thoái hóa. Phen này nguy to rồi đây, gây ra rắc rối xong không biết phải giải quyết thế nào. Nobita chỉ biết chạy khắp nơi tìm Doraemon, nhưng lại chẳng thấy mèo ú đâu. Đột nhiên, cậu nghĩ ra cách tiến hóa cái bẫy chuột để bắt nó. Cái bẫy chuột thô sơ lúc này đã biến thành cái máy tự động, có thể di chuyển và bắt được chuột. Trong lúc hai con vật to lớn kia đang đánh nhau, thì cái máy bắt chuột hiện đại đi đến, giờ vòi hút một con đi vào bên trong, con còn lại thì hoảng sợ bỏ chạy mất. Nhưng mà đây là máy của tương lai mà, con vật đó sao có thể trốn thoát được, chỉ một lát sau nó cũng chịu chung số phận với đồng loại nó thôi. Vất vả một hồi, Nobita cũng đã biến hai con vật to lớn kia trở thành con mèo và con chuột rồi. Nhưng cậu bạn này vẫn chưa chịu trả lại bảo bối cho Doraemon. Cậu muốn được thử một lần tiến hóa bố mình xem sao. Không thèm nghe lời mèo ú khuyên bảo, Nobita đã chiếu tia sáng tiến hóa vào bố mình. Lúc này bố Nobi đã biến thành người hoàn toàn khác. Đầu to, tay thì gầy như que sậy, lông mũi thì mọc rất dài. Tưởng chừng là sẽ thú vị lắm, nhưng Nobita đã bị bố tương lai của mình quát thật to, mắng cho một trận vì cái tội phá phách. Vậy mới vừa với cái sự tinh quái của cậu chứ, ha ha. Các bạn nhỏ xem xong thì không được như Nobita đâu nha. Phải biết vâng lời ông bà, cha mẹ và thầy cô giáo, tuy là đôi lúc sẽ bị la mắng, nhưng mà người lớn đều chỉ muốn tốt cho các bạn thôi. Còn nữa không được tái máy sử dụng những thiết bị lung tung, kẻo lại gây ra rắc rối rồi bị bố la như Nobita đó. Các bạn có cảm nghĩ gì về bộ phim vừa xem? Hãy để lại ý kiến và bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt.